hôm nay là cảnh biển đẹp quá cô chú anh chị ơi. Lần đầu tiên mà em được đi review căn hộ Mường Thanh Vĩnh Triều trực biển như thế này á cô chú anh chị à. Rồi, xin kính chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của em Lâm nhà đó, chuyên review bất động sản tại thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nha. Hôm nay là một ngày trời rất là đẹp cô chú anh chị à. Hiện tại là em đang có một cái căn hộ Mường Thanh Vĩnh Triều. Đây là em chỗ em đang đứng đây là khu vực ban công nè. Đó, em sẽ thấy được cái view trực diện bãi tắm Hoàng Trọng như thế này nè cô chú anh chị à. Đó, bên kia là khu du lịch Danh Thắm nha cô chú anh chị. Đó, bên đây là trục đường Phạm Văn Đồng nè cô chú anh chị à. Và vị trí ở dưới đây thì mình là không thiếu tiện ích gì luôn á cô chú anh chị à. Đó, đi theo cái con đường xe ô tô màu trắng này là mình sẽ đi ra như Vega City ở ngoài đây nha cô chú anh chị nha. Đó, rất là rộng rãi luôn. Và hôm nay là một căn hộ trực diện biển như thế này mà đang có cái mức giá là cực kỳ rẻ luôn cô chú anh chị à. Đó, và em báo giá luôn là cái căn này là hiện tại là chỉ đó là đâu đó sở hữu cái bãi tắm biển này. View trực diện biển như thế này là 2.050 tỷ nha cô chú anh chị nha. Rồi thì bây giờ em sẽ đi khám phá xem là căn hộ này sẽ có những gì với 2.050 tỷ nha. Căn hộ này là em đang đứng tại phía bắc của thành phố Nha Trang, cũng được gọi là số 3, số 5 Phạm Văn Đồng nha cô chú anh chị. Căn hộ Mường Thanh Vĩnh Triều. Nếu như mà cô chú anh chị đang ở xa mà không biết ở đây, cứ search lên trên Google là sẽ được Google chỉ trực tiếp cho cô chú anh chị xem luôn. Đó. Thì hồi nãy là em đang đứng ở ngay khu vực này là khu vực ban công, quay cho cô chú anh chị xem cái tầm view biển nha cô chú anh chị nha. Đó, đây cho màn hình này này cô chú anh chị, đó view biển đó. Và phía trước đây thì chủ nhà đang thiết kế là cái không gian là để mình có một cái bàn, có cái bàn ghế như thế này nè, để mình tối mình ra đây mình đọc sách, mình uống trà để mình ngắm view biển nha cô chú anh chị ha. Và hiện tại cái căn này chủ đã tận dụng luôn cái khu vực này để mình bố trí thành cái phòng ngủ nha cô chú anh chị. Đó, phòng ngủ luôn. Thì căn này chỉ có 67 mét vuông thôi mà diện tích thiết kế chủ nhà đã thiết kế thành 3 phòng ngủ luôn cô chú anh chị à. 3 phòng ngủ luôn. Đó. Và trong đó thì chỉ có 3 phòng ngủ mà 2 công trình nhà vệ sinh luôn cô chú anh chị à. Đó. Đây là phòng ngủ này để mình giống như là mình thưởng tuần trăng mật, xong mình ở trong này xong mình có cái rìm mình kéo lại luôn là mình tận hưởng ở trong đây luôn cô chú anh chị à. Riêng căn này cô chú anh chị có thể ở đâu đó là tầm 3 gia đình vẫn được luôn nha. Đó. Và hồi nãy em đã quay cho cô chú anh chị cái căn phòng ngủ bên này rồi, thì bây giờ em sẽ quay cái không gian cái căn phòng ngủ thứ hai này cô chú anh chị à. Đó, thì bây giờ cái căn tổng khu vực này là nội thất để sẵn lại cho cô chú anh chị luôn nè. Đó, đây là mình ở đây mình hưởng tầng trăng mật giống như tầng trăng mật ở trên Đà Lạt luôn cô chú anh chị à. Đó, mình sẽ thấy được cái view biển ở ngoài đây luôn nha. Đó, hiện tại là đang quay lúc 2 giờ nên thời tiết nó khá là nắng đó cô chú anh chị thông cảm cho em nha. Đây là cái phòng ngủ thứ hai này cô chú anh chị. Phòng ngủ thứ hai này chủ cũng đã thiết kế sẵn cho mình là trong đây có một cái nhà vệ sinh luôn. Đó, nhà vệ sinh như thế này nè cô chú anh chị à. Đó, rất là đầy đủ công năng luôn. Như bồn rửa tay nè, rồi ngay chỗ khu vực tắm là chủ đã thiết kế không gian vách ngăn như thế này luôn để mình tắm rửa, mình không bị văng nước ra ngoài nha cô chú anh chị. Và tận dụng hơn là cái căn này chủ đã làm thành cái phòng ngủ luôn và có một cái chiếc view cửa rộng như thế này nè, mình sẽ thấy được cái view biển luôn cô chú anh chị à. Đó, rất là đẹp nha. Đây, em đang quay. Hôm nay là thực tế là có một cái điện thoại nâng cấp, một cái chiếc điện thoại mới á, nên em quay được cái đẹp hơn á cô chú anh chị à. Đó, cô chú anh chị nào mà thấy em đang quay đẹp như thế này thì tiếp cho em thêm một động lực là đó là đăng ký cho em một nút like và một nút đăng ký kênh nha. Đó, rất là đẹp luôn. Với cái tầm tiền là 2.050 tỷ thôi, cô chú anh chị sở hữu được căn này. Cô chú anh chị có thể là mình thiết kế lại thành 2 phòng ngủ, mình đập thông đi, mình đập cái này đi, mình chỉnh sửa lại, mình có thể sửa lại mình làm 2 phòng ngủ thôi cô chú anh chị à. Đó, và căn này thì mình sẽ có 3 cái máy lạnh luôn nha cô chú anh chị, 3 cái máy lạnh luôn đó. Không, 3 máy lạnh luôn tay không, như 2 máy lạnh rồi, em nhầm, em sorry, xin lỗi anh chị nha, 2 máy lạnh thôi. Và phòng ngủ này sẽ có máy lạnh này, và bên đây sẽ có một cái máy lạnh ở ngoài phòng khách này. Phía sau lưng tivi này sẽ là một cái nhà vệ sinh nha cô chú anh chị nha. Đó, đây là cái nhà vệ sinh nhỏ nhỏ nha cô chú anh chị. Đó, đang thấy trong video của em đó. Đây là hiện tại là chủ để lại tất cả những cái nội thất mà chủ đầu tư đã set up sẵn cho chủ nhà mua cái căn này nha. Đó, và ở dưới cái khu không gian phòng khách này thì chủ để lót cái tấm sàn là như dễ tấm sàn này nha cô chú anh chị. Sàn này sàn dán nha cô chú anh chị nha, dán đó. Và đây là chúng ta sẽ có một cái không gian khu vực phòng khách, 2 ghế nè, 2 người ngồi đây và mình coi tivi ở bên đây luôn của chú anh chị à.
Đó, mình sẽ coi tivi ở đây luôn. Đó, và bên đây là sẽ có một cái phòng ngủ như thế này. Và chủ nhà đã thiết kế cái khu vực mà mình đi vô, chủ nhà đã thay cái miếng men này để cho không gian này mình để giày dép, mình dắt đồ áo quần ở trên đây luôn nha cô chú anh chị nha. Đó, và đây là cái phòng ngủ nè. Đó, đây phòng ngủ đây. Phòng ngủ này cũng có cái cửa sổ luôn nè cô chú anh chị ạ. À. Và bên trên đây thì sẽ có cái máy lạnh luôn. À, và cái nãy giờ em đi review cho cái căn này cho cô chú anh chị ạ, là em chưa hề đi xem trước luôn nha. À, có sao thì em nói vậy luôn. Đó, căn này thì nó có 3 cái máy lạnh. Nhưng mà phòng này thì mình mở cái cửa này ra mình mát cực kỳ mát luôn nha cô chú anh chị, mát cực kỳ mát luôn. Và đây là em đang đứng cái phòng ngủ này, em nhìn vào bên trong đây. À, khu vực này thì mình sẽ để mình nấu ăn uống ở đây nha cô chú anh chị. Đó, nấu ăn nấu uống ở đây. Và đây là phòng ngủ nè. Đó. Và bên trên đây tất cả những cái nội thất để lại hết cho cô chú anh chị luôn nha. Đó. Có mấy máy giặt nè, rồi bên đây tủ lạnh nè. À, mình nhược điểm ở đây một cái á, là mình phơi đồ á, nó hơi bị vướng. Mình phải đi qua khu vực này mình phơi đồ nha cô chú anh chị. Đó, nên nó hơi bị khó ở chỗ đó. Thì cô chú anh chị mình có thể mình mua về mình sửa sang lại, mình làm theo thiết kế của mình nha. Đó. Hiện tại là căn này đang có tổng diện tích là 67,1m² nha cô chú anh chị. Đó. Hướng đây là hướng theo cái tay của em, đây là hướng đông nha. Bên đây là hướng cửa này hướng bắc nha cô chú anh chị. Đó. Với cái tầm tiền là 2.050 tỷ, cô chú anh chị nghĩ như thế nào nếu mình mua, nó có nên mua cái căn hộ này không? Thì nếu như mà cô chú anh chị quan tâm về căn hộ này, Mường Thanh Viễn Chiều ở phía bắc thành phố Nha Trang, mua một căn như thế này để mình ở, mình nghỉ dưỡng, ngắm view biển như thế này, và mình có thể cho thuê lam quanh đâu đó là ít nhất là 9-10 triệu đồng nha cô chú anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. Và trần thạch cao là đóng phẳng và hệ thống đèn led đầy đủ nha cô chú anh chị, mới luôn. À, với cái căn này em đang đứng đây là tầm view là chỉ có tầng là tầng 10 thôi cô chú anh chị à. Và căn hộ này thì nằm ở tại Mường Thanh Viễn Chiều. Thì Mường Thanh Viễn Chiều nó sẽ có 4 tòa nha, trong đó nó có một tòa khách sạn nha cô chú anh chị. À, trong đó là 3 tòa còn lại thì nó có là OC1B, OC1A, OC2A, 2B và tòa OC3 nha cô chú anh chị. OC3 là tòa mới nhất luôn nha cô chú anh chị nha. Thì căn này em đang đứng tại tòa OC1B. Thì căn này đã được xây dựng cũng khá lâu rồi cô chú anh chị ạ. À. Dạ, khá lâu rồi. Đó, và trên tường sơn này thì chủ đã vẽ thêm những cái nước sơn như thế này để cho có phong cách hơn, giống như mình đang ở trong khu vực biển đó, cô chú anh chị ạ. À. Đó. Rồi, thì với căn hộ Mường Thanh Viễn Chiều này thì em không có review về chi tiết nhiều. Và căn hộ này thì cô chú anh chị mà em chủ yếu là em chỉ thích nhất là cái view biển như thế này nha cô chú anh chị nha. Cho cô chú anh chị mình ngắm biển lại một lần nữa nè. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, đây cái bãi tắm luôn, nguyên bãi tắm hoang trồng nè. Mình đi ra biển chỉ đâu đó là 3 bước chân thôi cô chú anh chị ạ. À. 3 bước chân thôi. Đó, cô chú anh chị nào mà thấy cái căn này mà phù hợp với mình thì hãy liên hệ ngay qua số điện thoại của em Lâm nha. Hoặc là kết bạn Zalo, em Lâm sẽ hỗ trợ cho cô chú anh chị mình đi xem thực tế cái căn này luôn nha. Rồi, xin chào quý cô chú anh chị. Hẹn gặp quý cô chú anh chị ở các video lần sau nha. Và đừng quên tặng cho em một nút like và đăng ký kênh nha. Rồi, xin chào quý cô chú anh chị. Hẹn gặp quý cô chú anh chị ở các video lần sau nha. Xin chào.